Xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ quay cho các bạn xem một cây dược liệu rất là quý dành cho những người mất ngủ. Đó là cây lạc tiên hay còn gọi là cây nhãn đồng, miền Bắc thì gọi là cây lạc tiên. Thì đây là cây lạc tiên mà dành cho những người mất ngủ. Mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn xem. Mùa này thì cây lạc tiên nó đang ra hoa và ra quả. Cây lạc tiên thì nó là thuộc dạng thân thảo bò. Cây này trồng rất là dễ các bạn, và nó phát triển rất là nhanh. Chúng ta chỉ cần trồng một lần thôi là những năm sau là chúng ta sẽ có những cái hạt từ những cái quả để chúng ta trồng. Thì đối với cái dòng lạc tiên này, nếu mà chúng ta trồng để làm cái cây dược liệu thì các bạn trồng leo bờ rào cũng được, mà mình làm dàn cho leo cũng rất là ok. Đây là lá của nó đây các bạn này. Lá của nó thì nó có lông ở hai mặt các bạn nhé. Sờ nó rất là êm tay, rất là mượt mà rất là êm này, rất là êm, nó không có ráp thô, nó rất là mềm mại các bạn nhé. Đấy, bông hoa của nó đây các bạn này, bông hoa của nó đây. Đấy, bông hoa lạc tiên đấy. Nếu các bạn đi đâu mà các bạn gặp cái cây mà nó như mình đang quay như này thì đó là cây lạc tiên. Miền Nam thì gọi là cây nhãn đồng, đó là cái tên của vùng miền, nhưng mà miền Bắc thì gọi là cây lạc tiên. Thì công dụng của cây lạc tiên này như thế nào? Công dụng của cây lạc tiên này là chữa trị cái triệu chứng mất ngủ. Thì đối với những người mất ngủ thì các bạn dùng cái cây lạc tiên này rất là tốt. Cái triệu chứng mất ngủ thì không ai mong muốn nó đến với mình, nhưng mà khi chúng ta mà có cái triệu chứng mất ngủ thì các bạn nên kiếm cái cây lạc tiên này, các bạn lấy giống về các bạn trồng. Thì quả của nó rất là nhiều các bạn nhé. Bây giờ thì mình sẽ quay quả để cho các bạn xem cái quả của nó như thế nào. Đây, quả của nó đây các bạn này. Đấy, quả lạc tiên hay là còn gọi là quả nhãn đồng ấy, trong miền Nam gọi là nhãn đồng đấy. Thì cây này chúng ta trồng khi nó già thì chúng ta bắt đầu thu hoạch. Thu hoạch thì các bạn cắt, các bạn băm, các bạn phơi khô hoặc là sao tẩm khô. Các bạn sắc nước các bạn uống rất là tốt. Những người mà có cái triệu chứng mất ngủ, ngủ lâu ngày thì các bạn nên tìm cây lạc tiên này về để các bạn trồng. Nó rất là dễ sống thôi, nó phát triển rất là tốt các bạn. Cây lạc tiên này nó phát triển rất là dễ các bạn. Thời tiết mùa nóng là nó phát triển rất là nhanh các bạn này. Đấy. Mùa đông thì nó sẽ khô đi, nó lụi đi các bạn. Quả rất là nhiều này, trên cây này quả rất là nhiều các bạn này. Nhìn như quả dưa hấu này, rất là nhiều. Đối với cây lạc tiên này khi nhà các bạn trồng thì nó sẽ giúp ích cho người thân nhà các bạn. Nếu không may mắc phải cái triệu chứng mất ngủ là chúng ta dùng rất là tốt. Thì cái bộ phận mà dùng để chữa trị cái mất ngủ này thì toàn bộ thân cây này chúng ta băm ra, chúng ta phơi khô sao tẩm đi, chúng ta cho vào siêu, chúng ta hãm như là chúng ta uống nước trà hàng ngày. Đấy. Khi chúng ta uống cái lạc tiên này thì cái giấc ngủ nó sẽ sâu hơn, và đương nhiên cái triệu chứng mất ngủ của chúng ta dần dần nó sẽ tan biến đi, và nó sẽ không còn cái triệu chứng là bị mất ngủ. Một loại dược liệu rất là tốt, nó giúp ích cho những người có cái triệu chứng mất ngủ. Người ta thì đêm ngủ ngon, mình thì đêm vẫn cứ thức trong trong nha, không ngủ được. Thì các bạn hãy tìm đến cái cây lạc tiên này. Rất là nhiều, quả rất là nhiều các bạn. Nhưng mà quả mùa này nó non, chưa khai thác được các bạn. Còn nếu mà bạn nào mà trồng dược liệu để kinh doanh thì các bạn cũng nên chọn những cái dòng cây dược liệu dễ trồng như cây lạc tiên này các bạn trồng. Chúng ta trồng xong chúng ta khai thác, chúng ta băm khô, phơi khô, sấy khô, chúng ta đóng gói và tiêu thụ cũng rất là dễ dàng. Rất là dễ trồng các bạn. Cái này thì nó không kén đất. Đất chỗ nào các bạn trồng cũng được. Đấy, cứ có bờ rào hoặc là làm cái dàn cho leo thì cây nó phát triển rất là mạnh. Đây là trồng trên cái đất sét đây các bạn. Đất này toàn đất sét đây, không cái chất ăn gì đâu, nhưng mà cây phát triển rất là tuyệt vời. Nó bò mãi trên cây bưởi này. Đây trên đây là các bạn này, rất là cao này. Gốc của nó thì hiện giờ thì mình chưa biết ở đâu, nó nấp ở dưới này rồi các bạn. Do cái tấm bờ lô xi măng đặt lên rồi. Đây, hoa của nó đây các bạn này. Đấy, hoa nhãn lồng này, hoa của nó đây các bạn này, hoa lạc tiên đấy, hoa nhãn lồng đấy, rất là đẹp. Đây, lá của nó rất là êm nhá, lá nó như là kiểu cái lá này nó có lông hai mặt, sờ vào nó rất là êm, nó như là cái cây mơ lông ấy, cây mơ mà làm rồi chó đấy. Đấy, nó rất là êm, nhưng mà cái lá của nó khác hoàn toàn nhá. Đấy, thân của nó leo như là bầu bí các bạn, leo rất là xa. Cái này phát triển rất là mạnh khi chúng ta trồng. Chúng ta phải trồng thưa một chút nhé, bởi vì nó bò rất là xa, nó như là cây mướp nhà mình ấy, rất là dài. Khi
khi mà chúng ta có đủ cái dàn cho nó leo thì nó leo rất là cao, rất là xa. Đây, mặt dưới của nó đây, mặt dưới lá của nó đây các bạn này. Đấy, những cái tay, những cái tua của nó đây rất là nhiều để nó bấu, nó víu vào các cây để nó leo đây các bạn này. Đấy, các bạn nhớ là nhà mình mà có người thân có cái triệu chứng mất ngủ thì các bạn nhớ đến cây này nhá, cây lạc tiên hay còn gọi là cây nhãn đồng nhá. Video của mình đến đây là hết. Nếu các bạn thấy hay cho mình một like, một đăng ký kênh và nhớ ấn chuông thông báo để đón xem những video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video.